Dạ em xin chào cả nhà. Sáng giờ em chứ Tuấn cũng đi làm hàng mới vô luôn cả nhà ơi. Giờ tới giờ em nấu cơm thôi. Hôm nay mình sẽ ăn món Hôm nay thịt em sẽ kho thơm. Còn này thì rau bù ngót. Nhưng bù ngót em cũng đặt vào sẵn rồi. Ngót nấu với tôm. Đây là tôm. Bây giờ em cũng xin mời cả nhà ăn vào bếp em nha. Bây giờ em sẽ đi xắt thịt cả nhà ơi. Thời gian chờ thịt thấm em đi bột luôn. Rồi bắt đầu giờ em muốn thịt luôn cả nhà ơi. Rồi heo vô. Cho nước màu nè, bằm xương, bột ngọt, chiếu tương ớt vô, em thấy là thịt của tương ớt trộn lên cho nó thấm. Thịt của em đã thấm nè, giờ em bắt lên kho. Giờ thịt em đã săn rồi nè, giờ em chế vô đây một xíu nước. Giờ thịt em đã xong rồi. Chính em bỏ thêm vô. Giờ em bỏ hành vô. Từ từ rồi chín nè. Dầu sôi nè, em bỏ cái tỏi vô. Tôm này hồi nãy em mới đâm vô nè. Em đâm vô nhuyễn rồi mình nấu canh cho nó ngon á. Sẽ cho vô đây muỗng hạt liêm cho tôm nó thấm vô. Nãy giờ mình đổ nước vô luôn. Giờ sau này giờ bắt đầu em niêm, niêm hạt liêm thôi. Cành em đã sau để chín tôm này và đã bỏ rau vô. Em cho vô đây miếng tiêu. Giờ em cũng nấu cơm rồi xong hết rồi cả nhà ơi. Giờ bắt đầu ăn cơm trưa thôi. Bữa nay hai chồng Tuấn với vợ em làm hàu mệt quá cả nhà, nên không có ăn cơm chung với em được. Nay cho em ăn cơm mình luôn. Nay ăn cơm với canh bù ngót. Ăn canh bù ngót nấu tôm. Tôm không à? Ngọt nhức nách luôn. Hôm nay thì thịt kho như kho khóm nha cả nhà. Rồi bây giờ em cũng xin mời cả nhà ăn cơm trưa với em nha. Mấy ngày nay ăn gia đình không cả nhà, bữa nay ăn mình buồn quá. Giờ em chan nước thịt vô. Rồi quất đã quá trời luôn, thơm quá. Ăn thịt kho thơm ngon lắm cả nhà. Da bụng ngót này có giá tưởng tượng như da lùng kim. Ngọt, nấu tôm ngọt. Nó cần tôm ngọt kìa Tuấn. Canh này bảo tôm rồi hết sảy rồi. Dao này ăn đã rồi. Hôm qua hai anh em đi hái dao lùng kìa mới nhập mà không có. Nên em đi mua dao bù ngót ăn.
bữa nay việc nhiều nên làm mấy người đó làm hào mệt nên là không có thể nào mà ngồi ăn cơm chung với em nổi luôn. Cái lời em ăn nhiều quá đâu dám ngồi chung với em lần này nữa đâu. Lâu ăn món này ngon thiệt cả nhà. Mấy bữa nay ở đây giờ này trời mưa, đâu không thể nào ra ngoài quay được. Có bữa nay trời mát mát nè, trời không mưa nè. Cái lá này ăn cho mát lắm hả Tư? Lá này mát lắm. Lá này ăn tốt lắm á. Ừ. Cái gì nó đã rồi. Gặp nấu với tôm luôn, ngọt quá ngay luôn. Hôm nay trời đẹp kìa. Ở đây thì mình quay nhìn thấy mây, thấy núi, thấy biển luôn. Quá ngon. Ngon quá. Cái này là mệt luôn, có ngò canh này mát rượu luôn ha. Không mát rượu. Chưa có tô canh ăn cơm ngon cái gì. Trời nắng nóng rồi ăn canh nó đã. Thơm lắm, nó thấm vô thịt luôn. Ăn ngon đã.
Ngon hơn. Cơm người ta toát hết mồ hôi hả? Toát mồ hôi. Hôm qua giờ hóng nhiều, hôm nay bữa nay ăn trời tuy rằng không có nắng, không có gió thì nhưng mà trời không nắng hầm. Hầm dữ lắm. Bữa nay em ăn cơm mời bè đó nha. Bắt đầu ngày mai em về Long An, về thăm gia đình, thăm cha thăm mẹ. Rồi em về Long An mình kiếm mấy cái món ngon ở Long An mình ăn thử nha cả nhà. Mùa này có cái mùa này cá ăn quên nhiều. Ăn cơm quá. Cơm cũng hết luôn. Ăn quốc cái tô em nhìn nóng lạnh luôn. Mồ hôi ra ướt áo. Bữa nay hầm quá. Mồ hôi chảy. Trời trong rồi. Mấy ngày nay giờ này là hả, âm u luôn. Đâu thấy đâu. Mưa chỉ mưa á. Bữa nay trời trong xanh là đẹp đẽ luôn. Canh à, tôm à. Tôm nằm dưới đáy luôn. Đầy nhóc luôn. Ngọt luôn lắm à. Ngọt hết. Tôm mà nấu dưới này nè. Tôm mà nấu này ngọt cực kỳ luôn. Em thích ăn tôm hơn ăn thịt bằm á anh. Tôm nó ngon hơn thịt bằm. Nói chung ở ngoài đây mình có gì thì mình giết cái đó. Nha. Giờ nước đang lớn. Nước lớn là Kha trong phòng đi câu rồi. Nhưng Kha không ăn cơm luôn. Chắc mai Kha về chung với anh hả anh? Mai về Long An chung anh luôn không? Con trái nhà lầu. Nãy còn xích đứa chung trái á. Nực quá. Quá là nực luôn. Thank you.
Đậu quá. Canh nó ngon. Bà cứng mồ hôi cũng ướt ướt mặt này nữa. Dạ bây giờ em có ăn cơm xong rồi cả nhà. Bữa nay ăn cơm ngon quá, quá trời ngon luôn. Đi làm mệt vô mà có bữa cơm này là quá tuyệt vời. Giờ em cũng xin hẹn cả nhà mình ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.